Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, học trực tuyến đã không còn là điều xa lạ đối với các em học sinh phổ thông hiện nay. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào đầu tháng 2 vừa qua, tại các địa phương có nguy cơ cao, ngành giáo dục đã kịp thời triển khai chương trình dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, để việc học trực tuyến trở nên thiết thực và đạt được hiệu quả đối với các em vẫn còn là một vấn đề không hề nhỏ đối với nhà trường, giáo viên và gia đình của các em học sinh. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La. Ngay sau khi tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp đầu tháng 2 năm 2021, nhà trường đã triển khai ngay hình thức học trực tuyến cho học sinh. Việc triển khai khá thuận lợi bởi các giáo viên đã có kinh nghiệm dạy trực tuyến từ kỳ nghỉ phòng chống dịch năm học 2019-2020. Năm học này, nhà trường đã nâng cấp hệ thống phần mềm dạy trực tuyến nhằm tăng thêm những tính năng mới hiện đại, tăng tính tương tác giữa giáo viên và học sinh, giúp nâng cao hiệu quả học tập. Nhà trường đã rà soát tất cả các học sinh, đảm bảo các em có tất cả các thiết bị, đảm bảo điều kiện học trực tuyến. Và nhà trường đã lựa chọn phương án học trực tuyến đó là phần mềm Zoom. So những năm trước thì nhà trường sử dụng phần mềm miễn phí, nhưng đến năm nay để đảm bảo các điều kiện, đường truyền cũng như là thời lượng của các tiết học ấy, thì nhà trường đã đăng ký bản quyền. Ngay khi nhà trường công bố tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, phụ huynh của em Hồng Vân, lớp 9A6, đã mua thêm một bộ máy tính để con có thể tham gia lớp học trực tuyến thuận lợi hơn. Bọn em học online thì nhà trường và các thầy các cô cũng có sự đổi mới khiến cho những bài học trở nên thú vị và bổ ích. Bọn em rất là hào hứng trong việc học. Tuy là khi học online này thì bọn em có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu những cái tài liệu, những cái vấn đề liên quan đến bài học. Trong giai đoạn học sinh phải nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch thì học trực tuyến được xem là giải pháp tối ưu nhất. Tuy nhiên, làm thế nào để việc học trực tuyến trở nên thiết thực và hiệu quả vẫn là một thách thức với giáo viên và học sinh. Bởi thực tế tại nhiều địa phương, việc dạy học trực tuyến vẫn còn nhiều hạn chế và phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan, khách quan như kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng về thiết bị, tốc độ đường truyền Internet. Đối với học sinh khối tiểu học, việc dạy học trực tuyến càng khó khăn bởi các em còn nhỏ, ít kiến thức về công nghệ thông tin, chưa tự giác nên việc lựa chọn cách truyền thụ kiến thức đối với giáo viên là những khó khăn không hề nhỏ. Tôi rất là vui khi mà trong thời gian các con nghỉ dịch dài như thế này ở nhà thì vẫn có những bài học online ở trên máy tính để các con không quên được kiến thức. Tuy nhiên là vẫn không bằng cách học truyền thống được, bởi vì là ở trên lớp thì các con và cô giáo được tương tác với nhau nhiều hơn. Làm các bài tập online như thế này thì không những các cô giáo vất vả khi mà phải soạn các bài tập cho các con làm, mà phụ huynh chúng tôi cũng rất là vất vả khi mà phải hướng dẫn các con tại nhà. Có nhiều phụ huynh thì rất là bận mà còn phải hướng dẫn cho các con làm bài từ xa, cho nên là có những cái rất là nhiều hạn chế. Nên là tôi cũng rất mong là nhanh hết dịch để các con được đến trường với cô giáo và các bạn. Hiện nay, nhiều trường học, giáo viên sử dụng phần mềm Zoom phục vụ dạy và học trực tuyến. Giáo viên giao bài tập cho học sinh trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, nhưng phần lớn còn tự phát hoặc chưa có bản quyền nên bị hạn chế về thời gian, gián đoạn buổi học. Một hạn chế nữa khiến nhiều phụ huynh và giáo viên còn băn khoăn hiện nay là khó khăn trong việc kiểm soát sự tập trung của học sinh khi học trực tuyến ở nhà. Được học online trên máy tính, em rất thích vì đây là hình thức học mới, giúp em ôn lại bài và không quên được các bài học mà cô giáo đã dạy. Nhưng cũng có những câu hỏi khó mà em không thể hỏi cô giáo được, như ở trên lớp học. Em rất mong nhanh hết dịch để được đến trường cùng với cô giáo và các bạn. Dạy và học trực tuyến đã trở thành một phương pháp giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, hướng dẫn triển khai toàn quốc và là phương pháp tích cực và hiệu quả trong giai đoạn học sinh phải nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch COVID-19. Đây còn là hình thức học tập được duy trì ngay cả khi việc học tập trung ở trường được khôi phục trở lại bình thường. Do vậy, ngành giáo dục các địa phương cần có chiến lược quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng dạy và học trực tuyến cho giáo viên và học sinh để tăng cường tính tương tác, chủ động, sáng tạo cho học sinh.